cho tôi biết đi. Em chẳng được mạnh mẽ, anh cũng hiểu. Vậy mà tại sao bỏ mặc em lẻ loi một mình? Hai người chưa thức giấc, anh mới thấy yên lòng. Bởi điều vừa mới diễn ra chỉ là trong giấc mơ. Mỗi ngày em vẫn sống với yêu thương ngọt ngào, hạnh phúc do một hai phương mang lại. Cảm ơn vì ai đó đã mang đến đây đến từ anh. Điều mà em luôn thiếu từ khi chúng tôi xa rời. Được nhìn em hạnh phúc là lý do khiến tôi muốn tồn tại. Trong cuộc đời này dẫu bao điều ngang trái, làm sao nên không cứ là anh giống như thế. Dù thời gian mình đúng rồi, tôi cứ thấy đúng rồi. Chỉ là em chẳng thể nào hay biết được thôi, anh phải thử bên người. Kể cho mỗi ngày anh mà nỗi đi còn chắc thôi, anh chưa dám.
sao giờ em nghĩ